Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay để mình quay cho các bạn xem tiếp tục đó là lên cái nhịp giữa của cây cầu nè các bạn. À, cái nhịp giữa này được sơn màu xanh đầy đủ hết trơn ha. Bây giờ là mấy anh đó là tiếp tục đó là đem cái nhịp giữa này xuống. Nhịp giữa này xuống bởi vì mà hai cái nhịp hai bên thì đã đưa được xuống xong hết rồi. Đưa lên xong hết rồi. Bây giờ là tới nhịp giữa nha. Sơn. Lên. Lên đút cái bánh xe vô đẩy từ từ xuống các bạn. Rồi bắt đầu là mình đẩy cái chân nó qua cho cái đầu này nó ngay lại quạt. Đầu này nó ngay lại ngay xuống cái đường xuống nè. Đây bắt đầu là dở cái đầu nó lên quay lại. Bẻ cong luôn được rồi. Bẻ cong luôn được á. Đây bắt đầu là đẩy ngang nha. Cái này thì được sơn rồi các bạn. Cái nhịp này là cái nhịp giữa nghe các bạn. À bắt cái cây đó cho nó đẩy luôn. Công trình này làm bằng cơm nha các bạn. Công trình làm bằng cơm bởi vì nó hơi lâu. Chưa nổi các bạn.
bỏ cái lấy cái bánh xe để ở trước này nè. Đẩy xuống luôn các bạn. Công trình này cũng công phu lắm nha. Rồi bây giờ là cái bánh xe nó đặt được xuống dưới đất rồi, nó dễ đi rồi. Đè xuống, đè xuống, từ từ, xuống từ từ, xuống từ từ á. Cái này được đem xuống chẹt các bạn. Đem xuống chẹt nha. Đem xuống phà đó. Cái chẹt kêu bằng cái phà. Cái nhịp giữa này làm thì đem xuống thì nó hơi nặng các bạn, hơi kỳ cầm hơn. Ở đằng này thì nguyên một nhóm ở đằng này nha. Ơi. Bây giờ nè, tôi chỉ cái nữa thôi nha.
đó giờ mấy ông giải nào đó quay quay cho xích đây cái đây chỗ ngay xuống chặt đi quay đứng qua chỗ ngay cái xe nè rồi bắt đầu là dở bên thiên dở qua bỏ rồi đó. Đó không có tiền. Rồi, bắt đầu là dở tiếp tục lên nha. Rồi bắt đầu là dở để cái bánh xe ở đằng sau này nè, bánh xe để ở đằng sau đích dĩ cà dĩ ở đằng sau đó đang đẩy tới nha. Câu này được bắt thì ai có công thì lại làm nha các bạn, chứ không có mướn ai hết. Gánh này. Rồi bỏ đây lên nè. Được rồi, nó nghe hiểu à. Rồi bắt đầu lên. Rồi được lên mũi chè nè các bạn. Bỏ ra ngoài luôn á, bỏ cặp bên hông á, bỏ cặp bên hông đi. Quay ngang cái chẹt ấy thì tôi bắt cái đó rồi bên đây cái để cái chẹt bây giờ đẩy xuống chút xíu cái cầu mình quấn ngang qua lại quấn ngang nằm xéo hơi gì đó mình để cái chẹt gì cái vô cho nó xíu xíu nè cái bông quay ngang cái chẹt lên quay hơi xéo à đó nè đó không để vô cái cây ra cút cái cây này ra đi xuống rồi xuống cái phà này rồi bắt đầu là mấy ảnh quay lại nha, quay cho nó nằm ngang với cái phà này. Biết rồi cái nữa là nó tới đây rồi. Nó đụng cái đó còn lát cái giỏ. Quay ngang. Rồi sao quay ngang? Để bển trước đi, rồi chạy ngang đi. Đó tôi nói chuyện nhiêu đây nữa hả? Cho ổng kêu cho xuống chút cho nó vô xuống tí nữa. Ừ đó. Có
chỉ có nó không có đụng cái kia kìa. Ý ông vậy đi, ông kêu quay chiếu xuống chút xíu. Không có cho nó ngoài, chiếu mà lưới chặt ra. Mở xe đi. Rồi bắt đầu là xề ngang các bạn. Lôi chặt ra. Lôi chặt ra cái hồi người ngồi đây ừ đó người ngồi nhõng rồi. Không mà đẩy ra sao chút. Tôi nói ông đợi cho lôi ra ông quay gì là được rồi nè. Cái gì heo rồi. Không, mình cứ đẩy đi, đẩy xuống mắng qua lê gai. Ừ, đẩy xuống mắng qua lê gai, đẩy xuống đi. Không có ve được, bị gì hồi người sao máng cái dĩ cậu lên rồi sao ấy. Bây giờ này bây giờ cậu cậu nó sao giờ cậu cậu ve đi. Nãy giờ đưa cho đứt qua đây nè. Nãy ông kêu xuống đụng cái lan can tí. Rồi biết rồi nhưng mà nghe heo qua. Xuống đi. Chở nó đi. Chở lan can nó đi. Chở nó lan can nó đi. Rồi. Đó về nghe heo qua. Rồi coi đứa nữa. Ép ok kìa, ép ok kìa. Nè. Luôn. Nè, mạnh lên. Chở nó lại nè. Ở bên bên tôi kìa. Ở đây nè. Rồi đó nè. Rồi tôi quay nữa quay cái đâu cũng đầu rồi xuống nữa à, xuống đó đi xuống nữa ha, quay ơi vậy nó động luôn rồi đó giờ dở cầu ra ngoài nó quay được đi không quay được đây nè đấy nó quay cho nó động đâu đẩy vô qua nữa rồi đây nè lấy tôi xô qua cho hết đụng nó cân đối là được rồi bắn lên nhảy nó được rồi nghỉ rồi sao. Rồi giờ đẩy cái phà qua ra giữa kinh các bạn, ra giữa kinh để bắt cái nhịp cầu giữa này lên nha. Lấy lái qua bên kia. Trời thì chuyển mưa các bạn không biết để cái dĩ cầu này lên kịp mưa không nha. Thấy chuyển mưa mịt mù hết trơn rồi. Chịu, chịu ngay cái đậu đó. Ghê hết
Này thì dùng bá lan để kéo lên nha các bạn. Rồi được kéo lên một cái đầu đó nha, cạo lên. Cái đầu này, cái đầu bên đó thì được lên rồi các bạn, được lên trên rồi nha. Trời thì chuyển mưa mịt mù tới rồi, không biết là lên kịp hay không, cái nhịp giữa này không nữa. Cầu này thì đi chưa có được đóng dĩ nha, nhưng mà đi thì bước chân đi từ từ thì đi được, chắc có thể là vài bữa nữa mới xong các bạn. Nếu mà trời có mưa thì mình quay chắc không hết cái đoạn lên này quá các bạn. Còn nếu mà trời mà không mưa thì mình quay cho các bạn xem lên hết tới cái nhịp bên đây luôn nha. Nhịp công trình này thì nói chung ra làm bằng cơm không các bạn, chứ không có làm bằng máy móc nha. Ai có sức thì đem lại làm, đi lại làm phụ. Cầu này thì được người dân thì ủng hộ, thì là được người nít mua đồ bắt cái cầu này các bạn. Rồi còn mấy anh này, mấy chú này làm thì ai có lòng thì lại làm. Mình thì nói chung ra cũng có làm được trong đây này, không phải mình kể, nhưng mà điều không phải mình đứng mình quay không. Nó dùng ra có khi là mấy anh em nhìn thấy mình đứng mình quay không á, thì mấy anh em chửi tại sao mà không có phụ làm mà lại đứng quay. Thật chắc ra mình cũng phụ cắt sắt này kia, để về cái đầu tới chừng mà hàng xong á thì mình đứng mình quay cho các anh chị cùng xem, chứ mình không có mà làm phụ theo mấy cái lúc này được. Cái lúc làm á, lúc cắt sắt rồi này kia thì ginh sắt đồ này kia thì mình làm được, mình phụ được. Còn như mấy cái lúc này như mấy anh lên này thì mình đứng mình quay thôi, chứ không có làm phụ được cái gì hết trơn nha. Thì nói chung thì ai có lòng có giúp sức được chút nào thì về giúp gì đó. Ê bên này các bạn, bên này ra hai người bên đây là để cảo lên cái nhịp giữa này thì nó hơi cầu kỳ, nó hơi khó khăn một chút xíu. Bởi vì không có máy cẩu lên á. Nếu mà thật chất có máy cẩu lên thì nó rất là dễ nha. Còn này không có máy cẩu để kéo bá lan kéo lên thôi. Trời thì chuyển mưa khá là dữ luôn các bạn.
Đây bây giờ đi từ từ có thể là đi lên được nha. Dùng chỉ dùng bá lan kéo lên thôi chứ không có kéo bằng tay kéo lên nổi. Nếu mà trời mà không mưa tới đây á, thì mình quay tiếp tục cho các bạn xem. Còn nếu mà mưa có thể là mình ngưng nha. Khi nào mưa tới đi rồi mình ngưng, cho trời thì chuyển. Các bạn thấy không, mây đen kéo tới, mưa dữ dội luôn á. Đám mưa này là rất lớn. Đang xử lý cái nhịp ở bên đó đó các bạn, đang xử lý cái nhịp bên đó để cột lên cho nó chỉnh đàng hoàng chân, nó im đàng hoàng chân nha, rồi mới vô mới qua bên này kéo cái nhịp bên này lên là hoàn chỉnh cái cầu, chỉ còn bắt còn lót dĩ nữa là đã xong. Sau này có thể là mấy cái dĩ trong này, mấy cái dĩ nhịp trong này là mấy ảnh sơn luôn nha, sơn bằng màu xanh này luôn. Rồi trời thì mưa tới rồi, các bạn có thể là mấy anh ngưng lại chờ hết mưa mới làm được sao. Mới bắt lên được một nhịp tàu ở bên đó. Đây ông Tư cũng xách cái mã lan qua bên này, qua nhịp bên này rồi nha. Rồi bây giờ là mưa tới rồi các bạn ơi. Bây giờ mình xin kết thúc video luôn ha. Cái nhịp này để hết mưa mấy mấy anh mấy chú này kéo cái nhịp này lên. Chắc có thể là cái nhịp đầu bên này mình không có quay cho các bạn xem được. Rồi mình xin kết thúc video luôn ha. Hẹn các bạn video tiếp theo. Có dịp thì mình quay cho các bạn xem những cái giai đoạn đó là bắt cầu lọt cái nón luôn, rồi gió thổi lọt cái nón, gió các bạn. Mưa tới rồi gió quá dông luôn. Tới câu chuyện thật chứ. Quá. Rồi, xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Quá gió à các bạn. Khủng khiếp luôn. Gió mà tới công chuyện luôn á. Rồi, ông Tư cũng lội xong luôn kìa. Rồi mình xin kết thúc video luôn các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha.